cái thôi. Thưa kính thưa quý thầy bác, thì hôm nay cháu nó đã chào và bây giờ chồng nó hôm qua nó ở xa nên nó đến gần rồi và nó sao đây, bây giờ đây xin phép cha bác quan đi ở bên đang tập những tập, thì không biết là các ông bà đã mang đến cái gì trên đây thì hôm nay thì để sự chứng kiến giữa bên nam tộc và nữ tộc cho những cái quà gì thì giờ xin phép ra theo đường mở.